Chuyên mục kiến thức lịch sử của kênh YouTube NeverCLK xin kính chào quý khán giả. Câu hỏi kỳ này, vua Trần Hiến Tông trị vì từ năm 1330 đến năm 1341, đúng hay sai? Chúng ta cùng thảo luận đáp án dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại. Cái tội không có biết được. I'm recalling a teammate. Yeah, bắn hồi.